Xin chào mọi người, chúng ta tiếp tục học từ vựng tiếng Anh bài 40 phần 1. Học từ vựng tiếng Anh bài 40 phần 1. 1. 1 là bóp, bóp nghĩa là nhạc, bóp. Bóp là nhạc, bóp. Số 2 nghĩa là liver. Liver là rời đi. Liver. Liver là rời đi. Liver nghĩa là rời đi. Số 3 là ace. Excellent. Excellent nghĩa là xuất sắc. Excellent. Excellent nghĩa là xuất sắc, xuất sắc. Excellent. Số 4 là party. Party là buổi tiệc. Party, buổi tiệc. Số 5 Số 5 Số 5 là dance, là nhảy. Dance là nhảy, vũ nhảy. Số 6 là 3. Ba nghĩa là quán ba. Quán ba. Bóp là nhạc bóp. Liver nghĩa rời đi. Excellent là xuất sắc. Party, party là bữa tiệc. Dance, dance nghĩa là nhảy. Ba nghĩa là quán ba. Là bóp, bóp là nhạc bóp. Liver, liver nghĩa là rời đi. Exciting xuất sắc. Party, party là bữa tiệc. Dance là điệu nhảy. Và là quán bar. Bóp nghĩa là nhạc bóp. Liver rời đi. Exciting xúc sắc. Party là bữa tiệc. Dance là nhảy. Bar là quán bar. Bóp là nhạc bóp. Lý vi là rời đi. Excellent là xúc sắc. Party nghĩa là bữa tiệc. Dance, dance là điệu nhảy. Bar là quán bar. Bài kết thúc học từ vựng tiếng Anh bài 40 phần 1 tại đây.